bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 26 tháng 11, như lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, mới đây thì chiếc Huawei Nova 6 SE đã được rò rỉ với cảm hứng được lấy từ chiếc iPhone 11 Pro. Thông tin được tìm thấy trên tài khoản Twitter Huawei Club và Tamerodon T950. Cả hai tài khoản này đều nổi tiếng với các rò rỉ liên quan đến Huawei và Honor. Nova 6 SE là thế hệ điện thoại thứ hai có đi kèm với chiếc SE ở cuối. Người tiền nhiệm của nó chính là Huawei Mate SE 2018. Thực chất là chiếc Honor 7X đã được đổi thương hiệu. Tuy nhiên, thì Huawei không phải là nhà sản xuất đầu tiên cho ra sản phẩm có tên gọi đi kèm với chiếc SE. Trước đó, Apple đã từng ra mắt flagship SE nổi tiếng vào năm 2016. Với Nova SE không chỉ mượn một phần tên gọi từ chiếc điện thoại Apple, nhìn vào thiết kế phía sau của điện thoại này, có thể thấy đây thực ra là một chiếc iPhone 11 Pro có gắn thêm camera. Hình ảnh rõ gì cho thấy là Nova 6 SE sẽ có thiết kế camera phía sau tương tự như điện thoại mới nhất của Apple, nhưng có 4 camera sau thay vì chỉ có 3 như trên chiếc iPhone 11 Pro Max. Huawei cũng đặt đèn flash LED bên dưới cụm máy ảnh. Ở mặt trước thì điện thoại có màn hình đục lỗ đặt ở góc trên cùng bên trái. Rất có thể đó là màn hình LCD vì hình ảnh cho thấy là Nova 6 SE sẽ có máy quét dấu vân tay gắn bên cạnh, gấp đôi nút nguồn. Với Nova 6 SE có trong ảnh mặt lưng màu hồng Radiant, khung vàng, viền đen xung quanh màn hình. Và chiếc Nova 6 SE này sẽ được trang bị bộ vi xử lý Kirin 810, có nghĩa là nó sẽ là một thiết bị tầm trung. Tuy nhiên thì smartphone này sẽ được trang bị một tính năng hàng đầu, đó chính là sạc nhanh có dây 40W Supercharge. Đây là công nghệ sạc nhanh tương tự trên dòng Mate 30. Nova 6 SE sẽ được ra mắt cùng ngày với chiếc Nova 6 5G, nhưng phiên bản này sẽ không được tích hợp 5G. Các bạn mến, mới đây thì Samsung đã ra mắt tại Việt Nam máy lọc không khí với mức giá từ 6,4 triệu đồng. Máy lọc không khí áp dụng công nghệ hàng đầu của Samsung với hệ thống lọc tiên tiến có tốc độ lọc sạch không khí cao, hệ thống lọc nhiều lớp đảm bảo lọc sạch 99,97% bụi mịn và các loại khí độc hại trong không khí. Bộ lọc thô giúp lọc bỏ các loại bụi tổng hợp có kích thước lớn, lông thú cưng. Bộ lọc khử mùi than hoạt tính giúp lọc các hợp chất khí độc hại. Bộ lọc HEPA lọc bụi siêu mịn, diệt khuẩn và nấm mốc. Các máy lọc không khí AX60R5080, AX40R3030, AX34R3020 và AX40R3020 được thiết kế phù hợp với nhiều điều kiện sinh hoạt, diện tích phòng thu và nhu cầu sử dụng khác nhau của người dùng. Máy lọc sạch nhanh và hiệu quả với bộ cảm biến thông minh kết nối đèn hiển thị 4 chế độ để cung cấp cho người dùng thông tin chính xác về điều kiện chất lượng không khí hiện tại trong nhà. Các sản phẩm được thiết kế dễ vận hành và bảo trì, người dùng có thể mở nắp và vệ sinh định kỳ vỏ nhựa bên ngoài hoặc thay hoặc bảo trì bộ lọc mà không cần kéo máy khỏi tường. Hiện tại, các sản phẩm máy lọc không khí của Samsung đang được phân phối tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc từ ngày 25 tháng 11 tới đây với mức giá lần lượt là 11,29 triệu đồng, 7,49 triệu đồng, 6,79 triệu đồng và 6,39 triệu đồng. Các bạn mến, mới đây thì chiếc Oppo A9 2020 đã có thêm một màu mới mang tên là trắng ngọc thạch với mức giá là 6,9 triệu đồng. Màu trắng ngọc thạch có trên Oppo A9 2020 kết hợp chuyển sắc hài hòa từ 3 gam màu pastel ngọt ngào và tươi mát, sắc trắng đến tím nhẹ và màu xanh thạch anh ngọt ngào ở phần dưới thân máy, lấy cảm hứng từ các gam màu nhẹ, tinh tế, trong tự nhiên. Phiên bản màu mới trắng ngọc thạch gợi nhắc đến màu sắc của những chú kỳ lân trong huyền thoại Unicorn Color. Nhưng năm gần đây thì xu hướng màu sắc kỳ lân đã thu hút sự chú ý của những tín đồ thời trang trên khắp thế giới với việc sáng tạo không ngừng những giải màu loang trong gam pastel nhã nhặn và ẩm thực và thời trang. Như vậy thì khi chọn mua sản phẩm Oppo A9 2020, khách hàng giờ đây sẽ có 3 phiên bản thiết kế chuyển sắc mượt mà và độc đáo: xanh đam mê, tím đột phá và trắng ngọc thạch. Oppo A9 2020 phiên bản màu này sẽ được bán vào ngày 25 tháng 11, tức là ngày hôm qua, với mức giá không đổi là 6,99 triệu đồng cùng chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn, giảm giá 500.000 và mua máy với lãi suất 0% dành cho tất cả 3 phiên bản màu sắc của dòng A9 2020 từ ngày 25 tháng 11 tới ngày 1 tháng 12. Ok, và lần vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.